Chỉ sau vài tháng trò chuyện và tán tỉnh trên mạng với một người tự xưng là nhà buôn rượu người Pháp, chị Straya Data, 37 tuổi, ở thành phố Philadelphia, Mỹ, đã bị dụ dỗ đầu tư tiền điện tử và bị chiếm đoạt số tiền lên tới 450.000 đô la Mỹ. Giờ đây, chị không chỉ mất hết tiền tiết kiệm và quỹ lương hưu của mình, mà còn phải đối mặt với một khoản nợ khổng lồ. Anh ta chân thành và luôn trả lời tin nhắn của tôi, rất khác so với những người mà tôi từng gặp trên ứng dụng hẹn hò. Thông thường thì mọi người sẽ khá là hời hợt, nhưng mà anh ta thì không như vậy. Nên tôi đã nghĩ là, oh wow, người này thực sự bị mình thu hút rồi. Bằng việc sử dụng công nghệ giả mạo khuôn mặt deepfake được hỗ trợ bởi AI trong các cuộc gọi video và tạo ảnh, đối tượng này đã chiếm được cảm tình của chị Straya, trước khi lôi kéo chị đầu tư vào tiền ảo trên một ứng dụng nhằm thực hiện ước mơ nghỉ hưu sớm của chị. Tuy nhiên, khi không thể rút tiền khỏi ứng dụng, chị đã nhờ người quen xác minh và phát hiện tất cả là giả mạo. Nhưng lúc đó chị đã mất hết tiền. Khi tôi nhận ra mọi chuyện là lừa dối và tất cả tiền đều mất hết, tôi đã có những triệu chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, chán ăn này, mất ngủ, không thể hoạt động bình thường, nhưng tôi vẫn phải đi làm và giữ lấy công việc của mình. Đó là một trải nghiệm thật sự kinh khủng. Điều khủng khiếp là tội ác này nhắm tới việc lấy đi từng đồng xu cuối cùng của nạn nhân. Đó là một trò lừa đảo lâu dài. Chúng xây dựng mối quan hệ theo thời gian khiến nạn nhân thực sự tin tưởng kẻ lừa đảo. Nạn nhân thực hiện các khoản đầu tư ban đầu và thấy những khoản đầu tư đó tăng vọt, khiến họ phải đầu tư nhiều hơn. Kẻ thù của chúng ta rất tài giỏi, thực sự tìm ra cách thúc đẩy chúng ta làm những việc mà bình thường chúng ta không làm nạn nhân thực sự bị tẩy não thậm chí rất khó để giúp nạn nhân thoát khỏi cái vòng bị chi phối ấy